Xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay mấy anh em mình quyết định là hàn thêm một bộ giàn này bao gồm 3 khoang, thì mỗi khoang chứa được khoảng độ 24 lồng anh em ạ. Thì như sáng nay thì anh Vinh đã mua sắt thép về và cũng hàn một số rồi. Thì cái thanh này này anh em cũng biết này, thanh này thanh ngang này, tí nữa anh em mình sẽ dựng lên cái khoảng cách này, thì cái thanh này để treo lồng anh em nhé. Mỗi này treo được 6 lồng. Khoảng cách giữa mỗi lồng thì nó rơi vào tầm độ 50. 50 như thế này. Nếu mà anh em nào ở mới thành lập câu lạc bộ hay là gì ấy, thì anh em cũng có thể tham khảo cái khoảng cách như thế này để làm. Thanh này thanh ngang để treo lồng chim thì cái này là 2m77 nhá anh nhỉ. 2m77 nha anh em nhá. Và khoảng cách mỗi lồng chim thì rơi vào tầm độ 50 phân nhỉ. 50-50. Thì thường ấy, cái mỗi lồng chim anh em rơi vào size 36, 37 hoặc là 39 tùy từng size, tùy từng form. Thì như thanh này thanh trụ chính thì nó sẽ áp vào một cái kèo ở bên phía trên nữa. Anh em đang hàn dở, hàn những cái thanh này, thanh móc. Thanh móc này thì sẽ gối vào cái thanh xà ở trên này. Thì tí nữa để bạn hàn xong thì anh em mình cũng dựng lên một cái khung hình chuẩn lên để cho anh em hình dung ra. Thì đây này, theo sơ đồ của đây, theo sơ đồ của chuẩn mà anh em đã xin được ấy, thì bình thường đấy cái chiều dài cái thanh kèo này này, cái thanh to này nhá mọi người nhá, thanh to này là 2m55 này. Cái trụ dài này của anh em mình dựng lên ấy, trụ dài đây cho anh em xem này, trụ dài là cái chân trụ, chân trụ này thì cao 2m4. Cái thanh dài này nữa này, thanh dài này để treo lồng. Lúc nãy mình bảo là 2m77 thì như trong sổ này nó rơi vào tầm độ 2m75, tức là lệch trên 2 phân. Thì đây, khi mà cái quy cách này, đây là quy cách chuẩn để một cái dàn chim mà anh em từ dược dãi đến thi thố. Đây là những cái nối đầu này, xào này, đấy, nhân lên để anh em mình đo đủ sắt, tức là sẽ không có dư ra. Tầm độ 3 khoang thì nó rơi vào tầm độ 72 lồng. Thì chờ mấy anh em hàn xong rồi thì mình lại tiếp tục dựng lên một khoang cho anh em dễ hình dung nhá. Không, cái này là cái kết cấu của nó là 25 kia à, đây. Được chưa? Đấy. Vẫn phải hàn cái đầu ngoài. Vẫn phải hàn chân để gắn với cái kia đúng không? Cái đầu ngoài đấy, đầu ngoài là 25 để support này. Đúng rồi, support. Support thanh kia. Support thanh kia anh ơi. Thôi. Tập sập vào thanh này này, sập vào thanh dưới này. Còn riêng cái đố này nó phải là 30. Ừ. Bởi vì cái kia là 25, hố đấy nó là 30. Đấy, nó làm như thế. Đấy, cái này một cái vào đây, một cái vào đây như này. Ừ. Anh em đang đo cái khoảng cách giữa từ cột này vào đến cầu, đến cái chỗ treo chim ấy. Thì tí nữa để hàn cái thanh thì sập vào để khi mà gắn xào vào thì nó sẽ treo được chim luôn anh em ạ. Đó, khoảng cách giữa các lồng thì là sau một hồi anh em bàn bạc xong rồi các bạn ạ, thì quyết định cắt ngắn đi, đo khoảng cách đi. Đó, từ cái đầu cột này vào đến cái phần trong này là rơi vào tầm độ 35 phân. Cái khoảng cách giữa hai chú chim, cái khoảng cách này giữa hai dàn hai thanh là khoảng cách là 50 50 50, thì nó rơi vào 1 2 3 4 này đấy. À, tí là sập thẳng lên trên đầu trên này luôn em, là em tưởng là hàn vào đây, lúc đầu em tưởng là hàn vào đây. À, sập thẳng lên trên luôn, là đấu thẳng lên trên. Trước là thường hay hàn ở dưới này này, xong rồi sập vào thì cái khoảng cách kia nó lại rút ngắn lại, cái khoảng cách của thanh dài thì treo lồng kia nó lại rút ngắn lại. Chúng ta rồi.
mấy anh em mình đang quyết định dựng cái dàn lên, nghiêng xuống anh ạ, dựng thử lên luôn mọi người ạ. Đây còn thanh này nữa đấy, những cái thanh này là thanh treo lồng. Đấy anh em mình lắp thử một khoang, tầm này chơi vừa đẹp luôn. Thì tổng cộng có tất cả là 3 khoang mọi người nhá, 3 khoang đây nữa này, đây nữa anh em, một thanh này nữa. Họ treo thử mấy chiến binh nhưng mà đấu thử luôn. Đây cái chỗ mà anh em hay ngồi uống nước chè đây mọi người, đây nhìn qua cái góc bên này này đấy. Mọi người thấy không, cái ánh nắng buổi chiều ấy, bởi vì bên này bên phía tây này ánh nắng buổi chiều hắt vào, cái không gian này nuôi chim cực kỳ là tuyệt vời anh em. Con chim nó có nắng, cảm giác ấy, đến buổi chiều tối nó cơ thể con chim nó ấm ấy, thì dần dần con chim nó sẽ sung đó. Đấy, thường thì cứ tầm 2 người là lắp được một bộ khung dàn như này, nó cũng không đến nỗi là phải vất vả hay là như thế nào đâu anh ạ. Vì như thế này thì có sập vào thôi là ok. Anh em đang tính là hàn thêm một cái thanh chạy ngang như này để giằng luôn cái chân lại cho nó chắc cối, là chắc cốt là không di chuyển được nữa. Đó, bác thì đang hàn từ đấy anh em này, cái hàn cái góc chân này vào. Ý giả ấy là ấy là móc lên luôn anh ạ. Trẻ ghê luôn đấy. Đây để cho mọi người xem, đây là hàn thêm cái chân nữa để răng giữa hai cái cột trụ này để nó vuông góc là ok luôn đấy. Tầm này treo lồng là hợp lý đấy. Ở những cái khoang này nhá mọi người nhá, nếu mà ai chỉnh chu hơn ý, thì có thể quấn những cái băng dính đen là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy là đánh dấu điểm, tức là một cái thanh này thì có thể treo 6 lồng, thì một cái khoang này thì giới hạn trong vòng 24 lồng đó, nó cực kỳ ok. Đây vừa đưa lên hai chiến binh đấy, anh em thấy được không, con này con số 10 của mình ấy, thì nó cũng đang lấy lông, hôm nay mình qua cầm qua để rượt rãi một tí. Dưới thì vẫn đang hàn, trên thì vẫn chơi chim anh em nhá. Trên thì vẫn đang chim. Và đang sợ người chưa? Mấy con này thì lúc nãy đấu ở góc phía ngoài này một lúc rồi anh em ạ. Thì bắt đầu cho nghỉ ngơi. Mình vừa chuyển con số 10 của mình từ cái khu vực phía trong dàn ra phía ngoài này thôi. Đó. Anh em có thể nghe được cái giọng chim Cao Bằng như thế nào. Đây, mùa lông năm nay mình chăn cái con chim đây. Đít đây. Anh em có thể nhìn thấy đít đây. Mặt mũi vẫn đang còn nhá. Thì hôm nay mình cho đi gọi là đi chơi tạm. Trong cái quá trình suốt hơn 2 tháng rồi ấy, là con chim của mình cũng không chi đâu ấy, nên là nó thành bị đật con chim đi. Nên là hôm nay mình cho rượt rãi một tí. Thì mình nuôi như này. Nuôi được thêm tầm độ 1 tháng nữa. Thêm tầm 1 tháng nữa là con chim nó lông lá nó khô, nó cứng cáp các kiểu là ok anh em ạ. Là lúc đấy mình bắt đầu chuyển cái chế độ là đi rượt rãi đều cũng như là đi thi đấu. À,
của cậu pha này được ra nắng cảm thấy sướng anh em ạ. Đấy, cũng bắt đầu cắt cái tiếng xé rồi nhá. Thì dàn giáo anh em cũng bắt đầu làm xong rồi. Đó, thì chắc là tháo xuống rồi để hôm tới này có cái cuộc thi ở trên Hà Quảng ấy, thì anh em cũng có cái nhu cầu làm thì lúc đấy là được. Thì chi phố nó cũng rơi vào tầm độ tùy mức độ của cái hội thi thôi, nhưng mà cũng phải trên tầm độ 70 đồng như thế này. Đó, chắc mình kết thúc cái video tại đây thôi. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Bye bye. Đi em, đi em. Được không? Đấy.